Vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Carwash. Hôm nay em sẽ lên cho anh em một chiếc Omega The View bản mặt nâu cà phê anh em nhé. Cực kỳ là hiếm ở cái thời điểm hiện tại. Hôm nay bên em cũng rất là may mắn khi về được một chiếc rất là hiếm như thế này. Đấy, tình trạng thì đẹp keng anh em nhé. Tình trạng đẹp khoảng 98%, full set đủ hộp sổ thẻ nha anh em. Đây, chúng ta sẽ có một cái cuốn sổ rất là dày như thế này. Đấy, một cái hộp gỗ đời mới sang trọng như thế này. Hộp gỗ cực kỳ là to. Đấy, và đi kèm sẽ là hai cái thẻ của chúng ta, thẻ Big Two Gram và thẻ International Warranty anh em nhé. Đấy, ok, thì đây show luôn cái thẻ cho anh em này. Đầu tiên là cái thẻ Big Two Gram thì chúng ta sẽ có mã sản phẩm, có series em nó. Cái series này nó sẽ trùng với series ở trên ở đằng sau cái đồng hồ anh em nhé. Đấy, chút nữa em sẽ chỉ cho anh em. Và cỗ máy sử dụng cho anh em này là máy Calibre 2500. Ở đằng sau chúng ta sẽ có các thông tin, ví dụ bảo hành toàn cầu 3 năm này, có chuẩn COSC này, có vàng 18K này, có vàng authentic này. Đấy, kính sapphire này, đấy, các cái thông tin cơ bản. Và tiếp theo nữa cái thẻ bảo hành toàn cầu thì chiếc này được mua tại store của Nhật Bản anh em nhé. Đây các cái thông tin của store ở Nhật này, có cả mã, có cả số điện thoại này. Chúng ta sẽ có date là tháng 4 2017. Tuy nhiên chiếc này được sử dụng rất là ít cho nên tình trạng còn rất là mới anh em nhé. Tình trạng còn rất là mới. Tí nữa em sẽ show tình trạng cho anh em. Chúng ta cũng có mã và series ở đây. Đấy, ok. Đây là đồng hồ chúng ta anh em nhé. Chúng ta sẽ có một cái case size là 39.5mm. Một cái size nó rất là vừa vặn với hầu hết cái cánh tay của anh em Việt Nam mình. Đấy, tay hơi to, hơi nhỏ hoặc tay vừa đều đeo được hết anh em nhé. Đều đeo đẹp hết. Đây, cái bản này rất là đẹp. Tình trạng lướt đẹp anh em nhé. Anh em nhìn này. Đây là đang dính dấu vân tay của em. Bởi vì cái chiếc này nó được đánh bóng toàn bộ phần vỏ cho nên là nó rất là dễ để lại cái dấu vân tay. Đây em nhìn này, em lau xong thì nó rất là bóng nha. Chiếc này về thì tình trạng là nguyên bản, bên em chưa hề sửa ba hay làm gì hết em nhé. Đây. Đấy, anh em nhìn thấy không? Gần như chưa có vết xước nào này. Trên thì nó sẽ có một số vết xước lông mèo ở cái phần niềng này thì không đáng kể. Anh em cần thì bên em lại spa bóng lộn cho anh em ngay. Nhưng mà em nghĩ cái đây không cần thiết. Tại vì cái vết xước nó quá nhỏ. Nó chỉ là những cái vết lông mèo rất là nhỏ. Không đáng kể. Trừ khi mình soi lúc, soi zoom lên thì mới nhìn thấy rõ thôi. Còn lại là không nhìn rõ thôi anh em. Phần dây này do cái tay của em để lại dấu vân tay thôi. Tí em lau thì nó sẽ sạch và như mới luôn anh em nhé. Ok, chúng ta sẽ có một cái thiết kế kinh điển của cái dòng The View này. Đấy, và kết hợp với em nó sẽ là phần niềng này, kim cọc núm này được làm vàng 18K đúc đặc. Vàng 18K đúc đặc em nhé. Và cái phần dây này sẽ là được bọc vàng dày 200 micron. Phần dây này bọc rất là dày em nhé. Đấy, anh em cứ hình dung nó sẽ dày cỡ phải cái móng tay của anh em mình ấy. Đây. Đấy, tức là vào khoảng 0.2mm em nhé. 0.2mm thì anh em xài thoải mái. Không bao giờ nó bị bong tróc được cái lớp vàng này cả. Nó bọc cực kỳ dày. Anh em cứ hình dung là mạ PVD ấy, thì nó chỉ dày 0.3 thôi. Mày dày chỉ 3 đến 5 micron thôi. Đấy, mà em này là dày 200 micron là nó gấp bao nhiêu lần anh em? Gấp gần 100 lần. Gấp gần 100 lần. Thì anh em yên tâm nhá. Cực kỳ dày. Ok. Đây anh em cùng nhìn qua một lượt nữa về cái độ mới em nó này. Đấy, đúng có logo Omega anh em nhé. Rất là đẹp. Em sẽ chỉnh giờ một chút cho anh em nhìn cho nó đẹp này. Chỉnh về 2 giờ kém đi. Đấy. Khung giờ đẹp. Đây anh em nhìn cái mặt nâu cà phê này. Mặt nâu cà phê rất là đẹp luôn. Cái mặt nâu cà phê này thì nó sẽ phù hợp cho những anh mà hơi chững chạc một chút. Đấy. Như những anh mà ngoài 35 tuổi. Đấy, từ 35 cho đến cứ ngoài 35 tuổi thì đeo chiếc này sẽ rất là hợp. Đấy, cái màu rất là đẹp. Đấy, chiếc này thì chuẩn red watch luôn rồi, rất là thanh lịch sang trọng. Đặc biệt hơn là nó còn có kết hợp cả vàng 18K, nó sẽ cực kỳ đẳng cấp cho người đeo. Đây em sẽ lau qua một chút này. Chiếc này màu vàng của nó sẽ là vàng hồng anh em nhé.
vàng hồng. Màu vàng hồng thì nó sẽ bao giờ nó cũng đắt hơn là màu vàng vàng. Mà nó thì cũng đẹp hơn anh em nhé. Màu vàng hồng đẹp hơn màu vàng vàng. Ok, chiếc này thì bên em đang giao lưu mức giá cực kỳ là tốt cho anh em chơi, chỉ với 87 triệu thôi anh em nhé. Đồng hồ là cam kết chính hãng và zin 100% cho anh em. Đấy, bảo hành 5 năm, anh em yên tâm sử dụng. Đấy, bao check toàn quốc, một đền gấp 10 lần cho anh em nhé, nếu phát hiện ra hàng fake. Ở đây chúng ta sẽ có series này, sẽ trùng với series trên thẻ lúc nãy em chỉ cho anh em ạ. Đấy, còn bên cạnh thì chúng ta sẽ có dòng chữ là stainless steel gạch chéo AU750, tức là kết hợp giữa thép không gỉ và vàng đúc. Vàng đúc đấy. Đấy này đấy, ok, em sẽ lên tay cho anh em nhé. Đây, lên tay của em là tay 16 thì đang rất là vừa vặn luôn này. Chiếc này kết hợp với sơ mi thực sự là hết nước chấm anh em ạ. Cái mẫu này này, cái dòng này, riêng cả cái dòng này chứ không riêng chiếc này nha, anh em mặc sơ mi vào rất là đẹp, đặc biệt là sơ mi trắng. Đấy, xong mình mặc, mình che một tí ở đây đấy, mình cho nó lấp vào một tí giữa áo này, nó nửa hở nửa che, nhìn rất là đẹp sang. Ok, anh em cũng như nhu cầu sản sử dụng em nói, có thể gọi trực tiếp qua số hotline của em nhé, hoặc có thể inbox Zalo cho em. Đấy, cảm ơn em đã theo dõi video của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.